Và chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của Uncharted 4 The Treasure Pierce Brawl Pro. Mình là Hiểu Béo. Và các bạn ơi, theo như cái diễn biến của tập trước thì ở tập này chúng ta vẫn sẽ phải đồng hành cùng với cặp vợ chồng có tên là Nathan Drake và Elena Fisher trên cái chuyến đi cứu ông anh trai có tên là Sam Drake. Và hiện tại là chúng ta vừa mới dùng cái thang máy này xong và đã đến được cái khu rừng rất là đẹp như thế này rồi. Wow! Mình phải nói là sau khi mà kiểu trải qua cái cuộc cãi vã của hai vợ chồng rồi giận nhau, xong đấy là người vợ đến cứu người chồng và vẫn gọi là chưa hẳn là có một cái cuộc hội thoại nào nó lãng mạn một tí, thì đây sẽ là cái khung cảnh mà thay thế cho cái không khí rất căng thẳng của hai vợ chồng hiện tại đó. Ồ má, chỗ nào mà lại có một cái khu rừng đẹp như thế này à? Ý mình là ở ngoài đời á, không biết là có khu nào không. Đẹp quá, chỗ này đúng như kiểu là thiên nhiên chứ không phải là nhân tạo luôn đó các bạn. À đây, lúc nãy mình đang thắc mắc là tại sao không nghe thấy tiếng xe. Hóa ra là kiểu gì cũng phải nghe hết cái đoạn nhạc dạo thì chúng ta mới bắt đầu quay trở về cái Immerse Sound của game, nghĩa là cái hệ thống âm thanh của game. Đẹp thế, các bạn chiêm ngưỡng đi, tranh thủ mà tận hưởng đi, về sau không có mà nhìn đâu. Rộng vãi đái. Các bạn nhìn bà vợ ơi. Nhìn mà vợ kiểu mỗi lần mình đảo vô lăng như kiểu bị say xe khổ ấy. Elena, Nate, chúng tôi đang ở đây. Soli, ông ở đâu? Tôi vẫn ở trên trời. Tôi thấy một đống xe của bọn Shoreline đang đến đây đấy. Hai người vẫn ổn chứ? À, chúng tôi gặp một vài trục trặc nhưng mà vẫn tốt thôi. À, cứ cố gắng giữ liên lạc nhá. Rồi. Cứ đi thôi, chắc là đoạn này không có gì gọi là phức tạp, rắc rối lằng nhằng cả. Nói chung là rất xin lỗi bạn vì ở cái tập trước thì mình đã có những cái pha xử lý mà rất là buồn cười. Ok. Cảm thấy cái xe nó tiện chưa? Vượt mọi địa hình luôn. Oh fuck. No. Đừng nét anh. Anh ghét cái cầu vãi cần đáy. Không dừng được. Chết rồi. Từ từ, để anh né. Anh sẽ cố gắng né. Nhanh. Thôi, tạm biệt cái xe rồi. Đợi anh vợ ơi. Ôi vợ ơi. Kêu, thì chết mẹ rồi. Oh shit, thác nước. Nhanh. Oh my fucking shit. Ôi dồi ôi. Cái cây không ổn một tí nào. Tìm cách đu vào đâu bây giờ? Đây rồi. Trời ơi. Chưa được yên một tí nào cả. Thiên nhiên đẹp quá. Nhưng mà cũng rất là nguy hiểm các bạn ạ. Như một cô gái vậy. Đẹp nhưng rất nguy hiểm bên trong. Đi thôi. Thực ra anh không cố gắng bảo vệ em đâu. Thực ra là anh đã có một cái lời hứa, tự hứa với bản thân mình từ trước rồi. Đấy, chúng ta đều có lời hứa đấy nhưng mà anh đã phá vỡ lời hứa đấy. Anh không nói với em bởi vì anh đã sợ. Sợ cái gì? Anh sợ mất em. Anh đoán là anh chỉ đang bảo vệ bản thân anh thôi. Em hiểu không? Thôi, chứ bây giờ chúng ta tiếp tục thôi. Thấy chưa? Mình nói chuẩn cho các bạn, hai vợ chồng này vẫn giận nhau mà. Nói chung là bởi vì như ở tập trước thì Elena cũng đã nói là cái chuyện mà giải quyết tâm lý hai vợ chồng thì sẽ còn có thời gian sau để giải quyết. Còn bây giờ thì tập trung vào nhiệm vụ đã. Ok, vậy là chúng ta không thể đi qua chỗ này rồi. Thế thì chỉ có thể nhảy lên đây thôi. Chắc chắn luôn. Need a hand?
Con này không cần giúp đâu các bạn. Chưa bao giờ mình giúp nó cái gì luôn. Mình có thể trèo lên đây không? Có. Đấy. Yep. Mà mình có cái cái đinh mình đóng vào tường được, thế thế con vợ mình nó đóng được gì các bạn? Kìa. Bên kia có một cái hang kìa. Làm sao mà sang bên đấy được? Hỏi ngu thế, nhảy xuống đây này. Well, maybe we can come back here on a vacation, huh? Nó đâu rồi? Vợ mình đâu rồi? What? Gì hả? Ủa sao sang đây nhanh nhở? Con này siêu nhân mẹ ơi. Giỏi vãi. Lên này. Sang bên này. Đấy. Đấy. Đấy, tới rồi. Easy. Easy lemon squeezy. Đẹp thế. Wow. Cái gì đấy? Trời. Bọn này chắc là đều là lính từ thời xưa đấy. Chắc là ở đây đã từng có một trận chiến. Tất cả cái xác này đều bị kiểu như là bị đẩy vào trong tường ấy, hoặc là bị kiểu như là nó dùng xẻng nó hất xuống ấy. Nó kiểu dùng xẻng nó hất vào một chỗ để gọi là thu dọn xác ấy. Kinh vãi. Ok. Rồi một đi không trở lại nhá. Đấy, chúng ta bắt đầu đến với những cái sign, những cái dấu hiệu rồi. Đây là một cái xác, đây là một cái khung xương bị nhốt vào cái lồng với treo một cái bảng traitor là kẻ phản bội. Kẻ phản bội vì làm gì ta? Ăn cắp à? Hay là làm gì? Mà ai là người giết mấy người này? Xin lỗi người anh em. Không có ý miệt thị ông đâu. Bất kính rồi. Con này nó nhìn đâu mà nhanh nhỉ? À đây này. Có thêm mấy cái cột các thứ này. Ôi sang khu này kiểu như là nó một khu hoàn toàn khác luôn các bạn. Hay quá. Mà giờ mình để ý mình đeo cái khẩu bazooka này suốt từ trước luôn. Ủi vãi cả đái. Chúng ta cùng đến với chapter thứ 18. Ở đây đánh nhau nhiều. Ui, các bạn nhìn hệ thống vật lý này. Wow. Ở đây chắc chắn là đã xảy ra những cái vụ ẩu đả rất là nhiều. Those things don't look steady. They're not. Be careful. Mấy cái cột này trông có vẻ không chắc chắn đâu. Đấy, mẹ vừa nói xong. Xin lỗi ngài. Chắc phải trèo lên đây rồi. Ủa. Đó. Wow, my fuck. Đẹp vãi. Lạc trôi. Mở xưa khó như mờ nhân ảnh VL. Chào mừng đến khu vực hàng xóm của Avery. Đây là một nơi đẹp vãi đái. Nếu như mà chúng ta không để ý những cái hỏng hóc về tòa nhà cũng như là kẹt nước. Rồi sao đây? Looks like somebody blew that dam and then flooded the whole place. Có vẻ như có ai đã cho nổ cái đập đấy và làm ngập cái nơi này. Em biết đấy, anh đã quên mất. Anh quên mất là em khá giỏi trong cái việc này. Alright, so which one of these do you think is Avery's? Thế anh nghĩ cái nơi nào là của Avery? Thế thì anh cá vào cái chỗ bên kia. Trông có vẻ vẫn khá là chắc chắn. I'm not so bad at this either. Anh cũng không tệ đâu. Thì anh cũng luyện tập một tí. Cái gì á? Hả? Bỏ mẹ cái gì? Cửa trước. Ồ, nhân vật chính đây rồi.
Sam vẫn sống. Chỉ ít là bây giờ thôi. Đéo biết tí nữa chết hay không. Ok, bây giờ chúng ta đã xác định được địa điểm của người anh trai rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi cứu thôi. Mặc dù ông ấy gây ra tội lớn, rất lớn luôn. Tội lớn nhất giữa cái tình anh em đó là sự phản bội, nói dối, điều toa bốc phét, xạo lời. Ôi mẹ. Chắc mình bơi vào trong này đi nhỉ. Mẹ, cửa mạ vàng à? Hay là nó bị mốc nữa? Vào chỗ này nhìn có vẻ hơi lằng nhằng đấy nhá. Đậu má không nhảy lên được. À đây đây đây, trên này. Em. Through here. Watch your head. Xem đây có đồ đạc gì không. Đấy mày. Con rồng này. Chúng ta đang ở trong nhà của Condon. Ê, có gì đây này? Vừa thấy xong phải không? Không phải à? Thôi chắc đến đây là hết rồi. Đi xuống. Có lính kìa. Ok. Mấy thằng tất cả? 4 thằng. À, dưới nước mình có thể hụp xuống để tránh bị phát hiện này. Bây giờ sẽ chờ thằng này quay đi xong mình sẽ vặn cổ nó. Ngu này. Còn thằng trên này. Đấy. Mấy thằng này ảo lắm các bạn ơi. Ó. Ảo chưa? Bây giờ chúng mày làm thế nào để bắt được tao đây? Bây giờ tao đang trang bị trong mình kỹ năng đặc biệt của Sam Fisher. Chúng mày định làm thế nào? Ôi bổ mẹ. Bổ mẹ vừa nói xong. Fuck me. Nó bơi sang chỗ khác vậy. Vừa mới nói xong. Bà ra chúng nó. Mày quá, vẫn chưa biết được chỗ mình ở đâu. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Như mình đã nói, Sam Fisher rất đẳng cấp. Đéo đông thế nhở? Find anything? We're all clear. Nào, chúng mày biết tao ở đâu không? Hách chúng mày biết luôn. Mẹ, chúng mày mà biết chúng mày hách mẹ rồi. Ok, get the fuck up here, man. Đấy. Nào, bây giờ cậu tìm tôi đi. Tôi bây giờ tôi xử lý nhanh lắm. Đúng rồi, xuống đấy đi.
Yeah. Ai à? Muốn chơi à? À. Muốn chơi à? Nào, ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu lên. Mày chết chưa? Thấy mẹ chưa? Ô bổ mẹ chạy 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 nhanh nhanh nhanh. Ôi ôi. Tí nữa ơi chết. Đông quá. Xuống nước, xuống nước. Đúng rồi. Ra đây mà tìm tao nè. Tiếp vừa giơ súng lên chúng nó bắn luôn. Tốt quá các bạn. Ô. Ôi rồi. Cái đéo gì mà sao bọn mày đâu biết tao ở đây? Sẽ sao bọn mày lại biết được? Chúng mày dùng cái thuốc thần kỳ gì mà chúng mày nhìn thấy tao được hết đấy? Không sao, không sao, không sao. Mình có thể xử lý được hết mà. Hơi đông thôi. Súng đây rồi. Má. Bọn này đúng ghê luôn á các bạn. Rồi, cầm súng lên và liều chiến nào. Đúng phong cách của anh em mình. Chết nha. Đây rồi. Nhảy 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 nhảy. Ôi 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 ôi. Cái đeo gì. Chết nha. Nào. Thằng ôn này bắn lựu nãy giờ rồi. Jesus. Hết rồi. I think that's it. You okay? Còn đúng một viên. Motherfuckers. Súng bắn lựu như hết đạn à, vẫn còn. Thôi đi, đi tiếp nào. Toàn sniper, mình có thích bắn sniper đấy đâu. Mình bắn hay hiểu, không nghĩa mình thích. Yeah, it's worth a look. Ok. Nghĩa là lúc nãy chúng ta vừa từ phía bên kia sang đây đúng không? Hay có lẽ là sẽ phải đi lên cái cầu thang này. Đúng không nhỉ? À, lúc nãy có đề cập đến một cái hang. Chắc ở trong này rồi.
Hàng đây chứ đâu. Toàn nước là nước không à? Có khi phải nhảy xuống đó các bạn. Đúng không? Mình nói chuẩn chưa? Này, ánh nắng này. Đây. Đấy. Gần đến rồi. Cố lên xem. Mày mang bao nhiêu người đến đây thế? Có nguyên là một quân đội ở đây luôn. Đấy, bọn nó đang tìm kho báu kìa. Vẫn chưa tìm được. Ngu lắm con ạ. Ở đây có cái gì này? Nó dẫn thẳng đến Richard Wong. Adam Bridge. Ký vào đây. I promise you sweet. As you have taken from me, so I'll take it from you. Mày đã lấy cắp từ tao, vậy nên là bây giờ tao lấy cắp từ mày. Nghĩa là ăn cắp của nhau. Họ, bọn họ đều là người sáng lập à? Hai người ở trong thư. Không trèo được lên đây. Cao quá. Refreshing. Không có chỗ nào để trèo lên nhỉ? Lên 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 lên. Ok. Sao này? Với tay ta. Cái gì đang xảy ra với cái hệ thống điều khiển của game này thế? Đây rồi. Đấy. Bà này bà sẽ xuống nhặt cái hòm này lên thì phải. Đúng không? Lên đây, vào đây. Đến với bố nào? Đấy. Gì? Vớ vẩn. Ok. After you. Lady first. Sweet. Anh muốn em gọi là đánh lạc hướng chúng nó à? Không phải đâu, anh đang làm một người đàn ông ở đây thôi. Ồ mãi. Ui. Không bao giờ được yên một phút, một giây nào cả. This fucking game. Em ổn chứ? Em ổn. Còn anh thì sao? Anh đừng hỏi. Đừng hỏi anh. Vì anh chỉ muốn thoát ra khỏi cái chơi, cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này thôi. Mình hình như mình đang bơi ngược dòng hay sao mà chậm thế này.
để mình xem là có được chứng kiến một pha gọi là ướt át của Elena không hay là không. Đây bên này mình đọc comment của bạn thì có một số bạn nói là đối với anh Hugh thì tựa game nào cũng giống The Last of Us, nhưng mà ý mình là các bạn nhìn xem đây, đây có giống The Last of Us không? Giống mà. Just find it odd that all these houses are underwater except for one. Đây rồi. Exactly. Hình này là hình con cò đang ăn cá đúng không? Chim hay là con cò thì không biết ở bên Tây có cò không nữa. Này trông giống con vịt rời hay con ngỗng hay gì đang ăn đang ngậm gặm cá. Bởi vì cò ở Việt Nam nó mổ cá mà các bạn, đúng không? Đây nữa này. It's beautiful. Lần này là cò hay chim nó gặm cái gì ấy? Oh, what's this? Cái này cái gì đây? Lại thư. Này, lại hình con rồng tiếp này. Ok. Jesus. Got all Lord of the Flies in here. No kidding. Tao này chắc phải bơi một tẹo để lên đây. Hy vọng là chúng ta sẽ không bị muộn quá. Pháo này. Chĩa ra ngoài này. Nice water feature. Time for another swim, I guess. Lại chuẩn bị bơi tiếp. Bơi lại bơi ngược dòng mới khổ chứ. Mẹ. Game tra tấn thể xác quá. Stronger than it looks. Không bơi được ngược dòng rồi. Ở đây nó có một cái bệ để nhảy sang bên kia kìa. Để sang bên kia. Mà éo được. Không có chỗ nào để sang bên đấy cả. Hả? Nó lại gợi ý bên sang bên này. Nhảy sang bên này à? Ồ. Ngon. Ê ê. Thôi mà. Đùa nhau quá anh ơi. Em đứng hộ anh sang đây được không? Đứng lên đây hộ. Đúng rồi. Đấy, mày quá. Được rồi. Thank you. Make a great counterweight. I mean. Ý là khen con này là một cái vật vật nặng. Hóa ra lại là khen chê vợ béo phải không? Bà vợ bảo coi như đấy là một lời khen. Thực ra chúng ta chẳng vừa mới chẳng may chê vợ béo các bạn. Một cái điều mà không hay ho tí nào. Chê vợ béo là xuống địa ngục đấy anh em ơi. Các bạn cảm tưởng chê vợ béo như kiểu là thời xưa các bạn còn yêu ấy. Thì các bạn làm gãy son môi của người yêu các bạn. Thôi, một cứ tần vã. Từ từ anh sẽ kiếm lối lên cho em. Đây này. Đẩy thẳng cái này xuống luôn. Hy vọng là cái này hoạt động. Tránh ra nào, bẹp mẹ vú rồi. Đi thôi. Nào bấm. Ôi ôi.
mỏi tay quá. Ok. Hey, look. Thomas II's sigil. Đây là ký tự ký hiệu của Thomas II. Going up the pirate hierarchy. What? Good lord. Chúa ơi. Looks like we found the party. Có vẻ chúng ta đã tìm được thấy bữa tiệc rồi đấy. Ui, looks like we're a little late. Có vẻ như chúng ta đến muộn đấy. Hey, Nate. Check it out. Nhìn này. It's another sigil. Oh my god. Chúa ơi. What? Chúa ơi cái gì? It's them. Đó là họ. Elena, these are the pirate captains that founded Libertas. Đây là những gọi là những thuyền trưởng cấp biển được tìm thấy ở Libertaria. Well, I'm no forensics expert, but I would say bad drinks. Tất cả đều bị ngộ độc. Chắc là bị hạ độc bằng rượu rồi. Thế đây là cái gì? Kiểu như là suicide cult. Not likely. Kiểu văn hóa tự tử hay là cái gì? On behalf of Lord Avery, I invite you to my manor at sundown tomorrow. Tôi mời tất cả mọi người đến biệt thự của tôi ngày mai. Our animosities and reunite under the banner of God and liberty. Signed Thomas II. Thomas II ký ở dưới. Ông ta mời hết tất cả những người này đến. What do you bet? Thomas II? Em cá vào đâu? Henry Thomas Avery. II. Hey, Henry Avery. The hosts didn't stick around to clean up their mess. Well, that wasn't very gracious of them. Tất cả những cái ông nào chủ trì ở đây là đều không dọn dẹp cái nơi này sau khi mà sự việc nó xảy ra. A full-scale revolt when they claimed the treasure for themselves. Now they took care of the colonists, but then they had to deal with each other, and I'm guessing things got pretty messy. So Avery and Two invite them up here to abandon our animosities. Abandon the animosities. Avery makes a grand toast. Ấy, Avery đứng đây kiểu nâng cốc vì Chúa và sự tự do. Ahoy. And they all take a swig. Và sau đó bọn họ đều uống. Except these two. Ngoại trừ hai người này. And just like that. Và chỉ thế thôi. All the treasure of Libertalia becomes the sole possession. Tất cả những kho báu là của hai người này hết. These are some of history's greatest pirates. Đây là những người ở đây là những cướp biển vĩ đại nhất lịch sử. Thế mà chỉ trong chốc lát mà đi hết ở trong cái văn phòng này, ở cái bàn này. Thật là phi thường. Đúng. I'm sorry. Anh xin lỗi. I'm sorry. Anh xin lỗi. It's okay. Không sao cả. So since our missing hosts aren't here at Two's Manor, we should head over to Avery's. Yeah. Let's go. Thế là mình đoán là sau khi mà hạ độc tất cả những ông ở đây thì ông Avery, bây giờ chúng ta sẽ phải quay trở về nơi của ông Avery. Bởi vì ông ý không ở đây. For posterity. Hay phết. Hey, up here. Slowly. Thế là kiểu như là hai ông kia ông kết hợp với nhau hay là thế nào? Một ông mời và một ông... Ui! Fuck! I'm okay. I got it. I'll meet you up top. Em sẽ gặp anh ở trên. Ok. Hey. Hi. Vãi. Quê vãi.
tưởng cách xa nhau một lúc xong chưa gì gặp mẹ chạm mẹ mặt nhau rồi. And we are officially inside Henry Avery's house. Và chúng ta đã chính thức ở trong nhà của Avery. Nhà đấy ha, trông như ổ chuột này các bạn. Chán đời vãi. Nhà cướp biển. À, có vẻ mình đã nhầm rồi. Trên này nó là một cái hoàn toàn khác. So why didn't he kill Thomas too? Was he like his right-hand man? Đúng rồi. Exactly what he was. Can you imagine taking orders from a paranoid psychopath? Thế là Avery là một tay sai của Thomas Steele. What, the producer on your TV show? No, my manager from Macho Nacho. You worked at a Macho Nacho? It was a high school job. Did you wear one of those hats? The point is, my boss was a paranoid psychopath. He was the manager at a Macho Nacho. Just watch it, okay? Look, Shoreline barricaded the front door. Bọn này nó đã chặn hết cửa từ khỏi bên ngoài rồi đấy. Mình trông thấy cái chỗ này có vẻ rất nhiều chỗ nấp cover. Mình đoán là tí nữa sẽ bắn nhau ở đây này. Mặc dù không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Cái gì đây? À, vết chân chúng nó đẩy lên đây này. Thế mấy cái thằng kia đâu hết rồi? Anh biết mà đúng không? Đến đây kiểu gì cũng phải gặp mấy đứa chứ. Pirate ghosts. Don't even joke about that. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ phải đi theo dấu chân của mấy thằng này. Mình đến muộn hơn nó rồi mà. Nói chung là thành phần ăn thịt, còn chúng ta thành phần gặm xương. Có thêm dấu chân ở đâu này? Đây nữa này. Đấy, chúng ta đi qua đây. Có cái nhảy nó chắc chắn, mẹ nó gãy, nó thụt mẹ xuống. Ở đây không có gì cả. Fuck. Sao tự nhiên lại lại chạy ra chỗ Elena làm gì? Mình đang cố gắng tìm đường lên mà. Nghe gái là hỏng các bạn. Nào, xem có gì không. Footprints go through this door. À. Crap, it's blocked from the other side. Tất nhiên là cửa chặn rồi. They found something. Có vẻ như bọn này nó đã tìm thấy gì rồi, thế là nó mới tìm cách nó chặn lại tất cả các lối đi để cho chúng ta không vào được. Út. Bạn thấy mình nói chuẩn chưa? Chúng mày đen rồi. Bố có súng lựu đấy. Bắn kinh nhanh ngay. Chết chưa? Thằng to chết rồi nhá. Chỉ còn lại mấy thằng bắt con. Shit, đông thế. Ấu ôi. Mẹ mấy thằng bắn lén. Lìn này ở đâu ra này.
Âu mả cha nè mày. Mả cha mày bắn. Hết vu chưa? Bắn cho lòi vú luôn. Đi trâu dữ vậy. Không làm gì có tuổi à em. Này thì bắn trộm. Thế nào? Jesus. You all right? Yeah. They were just waiting to ambush us. Đúng, bọn này lúc nào cũng chờ đợi để tấn công mình. Lại mở cánh cửa này tiếp. Cầm súng trước cho chắc. Okay, here we go. You ready? Mở tiếp nào. Ôi ô. Hello. What is it? Cái gì đấy? It's a letter. Nó là một lá thư. Signed by. Được ký bởi Avery. Really? Thật à? Read it. Đọc đi. My loyal subjects, as the sun sets. Sao cái đoạn này mình lười dịch thế? We must endeavor to preserve its riches. The traitorous too knows our secrets, so we must act quickly. Destroy the dam, cleanse New Devon. Here we go. Uh-huh. And move my treasure through the passage to my ship. Turned on each other. Are you really? Hai ông này lật mặt nhau. I guess not. Here you go. Thanks. Đây, để mình xem lại nhá. Treasure to new zone secret. So we must act quickly. Destroy the dam. Cái ông Thiu này, ông ý đã biết được cái bí mật của ông Avery. Thế nên là cái ông Avery đã phá hủy cái đập và thanh tẩy cái bọn New Devon và chuyển toàn bộ tất cả các cái kho báu mà vừa ăn cắp được đến cái lối bí mật tới cái tàu của ông ta, Avery. Đấy, hai ông này thực ra ban đầu hợp tác nhưng mà về sau là phát hiện ra có sự phản bội nhẹ. Đã nhanh chóng gọi là lật mặt nhau rất nhanh luôn. There's no more footprints, they end here. Okay, so where did they go? Thế chúng nó đi đâu nhỉ? Những con ma cướp biển, hồn ma. Chắc chúng ta sẽ check xem là có thêm dấu chân ở đâu không. Cái này cái gì đây? Bật lửa của Sam. Chắc là ông ấy cố tình ông để lại đấy. Đấy, on purpose này. Bất kỳ chúng gì, cái gì mà chúng ta đang tìm thì kiểu gì nó cũng sẽ quanh đây. Có lẽ là cái lối đi sẽ là cái lối đi bí mật của ông Avery, ông đã đề cập ở trong cái bức thư. Thế chúng ta phải tìm cái lối đi bí mật đấy. Cái gì đây? Này cái đéo ơi, đĩa. Dinerware. Đĩa ăn tối. Đĩa kiểu đĩa ăn. Gấu này. Lối bí mật nào nhỉ? Nate. Yeah. Gì đây? Find something? Em tìm thấy gì à? I think so. Em nghĩ thế. Lối đi bí mật đây rồi. I think they figured that out for us. How did you do that?
Em làm kiểu gì ấy? Có một cái vết vân tay có máu ở trên đấy thì em thấy em bấm thôi. Thế cái lá thư nói là Avery đang di chuyển kho báu của ông ta đến cái thuyền, cái tàu. Anh nghĩ nó chả quan trọng nữa đâu. Okay. Oh, looks like Avery built himself a panic cave. Yeah, I wonder where this goes. Ông ta tự xây cho mình một cái căn hầm. Oh wow. Guess we're rồi. Chúng ta phải đi thẳng thôi chứ không quay lại được nữa. Cái nơi này trông có vẻ không ổn định lắm. Lại vết chân tiếp này. Vết chân vẫn còn mới. Chắc chắn chúng nó đi qua đây. Ui mẹ. Oh shit, sao mình không làm được? Mình không làm được các bạn ơi. À được rồi, may quá. Tay cầm đều, tay cầm tàu khựa. Các bạn thông cảm, thỉnh thoảng không lắc được. My money's on Nadine's men. They'll use any excuse to use dynamite. Chắc ở trên chúng nó dùng bom mìn. Bình tĩnh, bình tĩnh. So, some kind of death trap. Đây như kiểu là bẫy giết bẫy chết người. Sam and the others somehow made it across. Sam và những người khác bằng cách nào đấy là đã thoát ra được khỏi cái chỗ này. Đi. Nice. How fucking nice. Thế thì mình chỉ có thể đi theo cái vết chân này thôi. Đéo hiểu họ giải mã kiểu gì luôn các bạn. Wouldn't be so bad if it didn't creak so much. Just don't go where the footsteps aren't. Đừng có đi ra khỏi những cái chỗ vết chân. And unclench. Má chết vớ vẩn vãi. Lena, look. Đây. Footprint stop here. Cái dấu chân nó ngừng tại đây. Chúng nó đi qua đây rồi sau đó chúng ta nó chôn cái lối đi rồi. Hey, just gonna move this out of the way here. Yeah. Làm nổi không? Oh shit. Rồi xong. Lợn què thành lợn lòi mẹ luôn. Lại phải tìm lối khác. Đèn đấy. Hold on a little longer. Ôi trời ơi. Come on. Thôi nào. Damn it. Không được. Hey, you still have Sam's lighter. Anh vẫn còn cái bật lửa của Sam chứ. May quá. Bật lửa đâu? Bật lên. Come on. Of course he used it all up. Smoked like a goddamn chimney on the boat right over. Relax. Ông xem hút thuốc như điên. You did? Em có diêm này. There we go. Đây rồi. Đéo nhìn thấy gì các bạn. Ok. Oh, sorry. Đậu. One sec. Oh, that's my head. Đấy là đầu anh. Đâu? Đâu rồi? Over here. Rồi, may quá. Thanks. Glad you came prepared. May quá. Có em chuẩn bị sẵn. Let's find a way forward. Đi rồi. Tối sợ vậy. You have a funny idea. Lãng mạn đó. Thế là sao trong mày lãng mạn? Khùng.
Ok. Anh em chúng ta phải đi đâu đây à anh em? Oh shit. Đừng có bắt quay lại đây chứ. Đây. Hey, this looks promising. Boost you up? Để anh nâng em lên. Come on. Nhanh coi. Okay. Here we go. Okay. Come on up. Okay. Thanks. Tiếp. Watch your head. Yeah. Ok. What the hell is this? Không hiểu cái này cái gì luôn. The hands that stole from me. À, những cánh tay đã ăn cắp từ Avery. I don't like this place. Em không thích chỗ này lắm. Wow, em nghĩ là anh thích à? Hey look. Avery had some gibbets left over. Nữa này. Gibbets. What? It's pronounced gibbets. Are you sure? Yeah. Well, no one likes to know it all. Gibbets. Wait, is that? Oh! Ôi ôi! You okay? Em ổn chứ? I think so. Bãi chân kìa. Cái gì đấy? Trap. Bẫy chứ cái gì? Avery really mày may bấm kim chết mẹ. Avery chắc chắn không muốn ai xuống đây rồi. Cẩn thận á. Anh là người dẫm lên mà anh bảo em cẩn thận. Đi từ các bạn. Ấy. Kinh vãi. Vẫn bình thường. Ơ. Ơ. You okay? Em ổn chứ? Yeah. Thế bà vợ đấy làm sao nhỉ? Now we know what caused the explosion we heard earlier. Giờ chúng ta đã hiểu vì sao lúc nãy nghe tiếng nổ rồi nhá. Ô, nếu mà ở đây nghe được thì bọn nó ở trên kia cũng nghe tiếng nổ vừa rồi đúng không? Hey, Nate. I found a shortcut. Đường tắt này. Sao em biết là đấy là lối tắt? Nữa này. Giống nhau thế. Avery's decorated this chamber too. More human mobiles. Shit. Ôi lại nữa này. Mummies go boom. More mummies go boom. Đây là toàn xác ướp các bạn. Thôi đi mẹ đường này nó nhanh sợ quá. Great. Don't explode, okay? Ra vẫn lối nào cũng thế thôi. Đi. Ôi giời ôi. Ôi hồi máu cái đã. May là game này nó hồi máu nhanh đấy nhá. Ôi chạy 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 chạy. Fuck. Ôi. Oh, this can't be healthy to breathe. Fine. Okay, okay. Fine. I wish I brought earplugs. Ước gì anh mang tai nghe để đeo. Còn đúng cái xác này không nổ à? Careful. Yeah. Man, Avery's gone all Egyptian. Except this mummification wasn't, you know, voluntary. Lại có thêm một lối khác. Mẹ kiếp. À, pháo sáng của ai này? Well, we're back in the trail. The footprints go this way. Be ready for a fight. Oh, chuẩn bị yeah. Is that in reference to me? No, would you calm down? You calm down. Hai vợ chồng cụ te vậy. These guys weren't paying attention.
Xác chết này, vừa chết xong này, chắc vừa nổ lúc nãy chúng ta nghe thấy đấy. Oh wow, mẹ kiếp, fuck you guys. Ủa, cái đeo này sao chết mẹ rồi. Ơ chả hiểu sao nhân mình chết luôn. Bố không ra nữa, bố không lộ mặt nữa, bố cứ đứng đây bố spam nết rồi. Này thì à, dậy to con à, mày dậy mày to con à, mày cậy mày to con à. Xuống vẫn nhanh nhé, xuống ấy. Nào, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Bắn đi. Bắn bố đi. I am here. Đây rồi, súng châu đạn đây rồi. Bố phản xạ nhanh lắm. Chết chưa? Chết chưa? Thấy mẹ luôn nhá. Ấu ơi. Shotgun này. Shotgun. Ok, cứ nấp ở đấy nhá. Mình khôn hơn bọn nó là mình biết né nết các bạn. Rồi xong nhá. Tại sao mình cứ nhặt shotgun làm quái gì nhỉ? Mình có thích shotgun đâu. I hate shotgun. À nữa. Đau vãi. Đi rồi, cẩn thận nhá, nó lao ra bất kỳ lúc nào. Ôi ngon thế. Quả cuối này, quả cuối này, quả cuối này. Bắn vừa rồi. Chết mẹ mày đi. Ôi sập rơi mẹ xuống đây. Khổ vãi. Gì đây? The mouse that spoke ill of me. I hate to see this guy's Christmas tree. I don't see any footprints. We must be on a different route than the others. All right, let's see if we can catch up. Mẹ súng còn đúng một viên. Why, hello. Hey. Lại gặp nhau. So I guess this loops around. Guess so. Jesus, this was one of Avery's guys. Đây là một trong những người của Avery này. Thế anh em ta có thể đi đâu được anh em nhỉ? Đây à? Looks like a fight broke out. Yeah, Two's men versus Avery's. Người của Two đánh nhau với người của Avery. Excuse me. Hello. Cái gì đây? Khóa. Some kind of key. You don't say. Trông nó là cái chìa khóa rồi lại còn trông như kiểu là cái chìa khóa. Mẹ cái bà vợ ấy, nhiều lúc nói ấy, nghe chán đời vậy. It's from Two to his men. Đây là thư của ông Two gửi cho người của ông ta. We can use the key to get out of here. That's good. Chúng ta có thể dùng cái chìa khóa để thoát ra khỏi đây. Ui. There's some symbols on the back. Có những cái biểu tượng ở đằng sau này. Bây giờ đi tìm chìa khóa thôi. Nhưng quan trọng là ở đâu chứ. Mình đoán là cứ đi thẳng thôi.
Thế không biết là người của bọn Nadine đâu hết rồi. Thằng Nadine, thằng Rafe đâu hết rồi. Bên thằng Shoreline. What the fuck? You fucking shit. Hả? Đâu này? Ủa? Mẹ, như cái mê cung. Đấy. Đấy. Nổi đi. Nổi đi. Yeah, mẹ. Booby trap vãi lịt. Ôi mẹ. Đừng nổ nữa. Ui mẹ, qua đây khéo nổ ấy. Mày có nổ hả? Mày có nổ không? This. Oh, this man, what the fuck? You're done. Nổ nhiều, sợ vãi. Nữa này. Trông kinh quá. Yeah, maybe 3 out of 10 though. I'd say 4. Really 4? Hai đáng yêu nhỉ? Hai vợ chồng đáng yêu vãi. Rồi, cái này cái gì đây? Mẹ, cái này để đút đít à? Đéo biết cái này để làm gì luôn đó các bạn. Múc hao, decorative, cudgel. Đéo là cái này để làm gì? Nhìn giống sex toy vậy. Ok. Oh, my ears just popped. Yeah, we're definitely descending. Ôi. Lần này là không có dấu chân. Thôi. Mình nói trước là sẽ chết đấy các bạn ạ. Didn't you say there were symbols on that letter? That's right. À ừ nhỉ. Có lá thư có cái biểu tượng á. Symbols match the ones on those posts. Two showed his men how to get past the traps. Cái lá thư này là để cho người của mấy ông kia cách vượt qua khỏi cái bẫy. Thì đầu tiên là chúng ta phải vượt qua hai cái đầu lâu này. Mình nghĩ là mình đã hiểu ra một tí rồi. Nếu như mà chúng ta bước đến bất kỳ một cái chỗ nào mà nó xuất hiện một trong ba cái biểu tượng, đó là cái đầu lâu, cái thuyền và cái thánh giá, ba cái thánh giá, thì chúng ta sẽ phải né các cái ô đầu lâu ra, nếu không thì chúng ta sẽ chết. Mình nghĩ đây sẽ là một cái thử thách rất là căng thẳng đây. Đây chúng ta thử so sánh cái đầu lâu nhá. Đầu lâu là có đúng cái ở phía dưới bên phải là chết. Đúng cái phía dưới ở bên phải là chết. Phía dưới bên phải. Đây. Nếu mà chúng ta đi vào đây là chúng ta sẽ chết đúng không? Tiếp theo là... Thế thì chúng ta không thể bước vào đây rồi. Đây. Lại đầu lâu tiếp này. Cứ bên phải. Cứ bên phải là chết. Okay, đó. Cái thuyền này. Cái thuyền là hai phía đầu là chết. Thuyền là hai phía đầu là chết. Đấy. Thuyền này, thuyền là ở dưới chết không? Thuyền ở dưới không chết. Thuyền ở dưới không chết. Yeah. Bên trái cũng không chết luôn. Đó. Bây giờ đến cái thánh giá. Thánh giá chỉ có đúng trên này. Thánh giá chỉ có đúng bên này là không chết. Đúng không? Trên cùng bên trái, đúng. Đó. Nhìn mẹ sợ quá các bạn ơi. Thánh giá. Đây cũng là thánh giá, thế thì chúng ta có thể nhảy sang đây.
Không nhảy được, không nhảy được. Mình bị kẹt ở đoạn này rồi. Thế thì quay lại cái thuyền nhỉ. Quay lại cái thuyền. Thuyền đây. Hai bên này không chết này. Sang đến cây thánh giá. Cây thánh giá là bên trái. Đây không chết. Sang đến đầu lâu. Đầu lâu là chỉ có bên phải mới chết. Đầu lâu là chỉ có bên phải mới chết. Đây. Đầu lâu bên phải mới chết đúng không? Yep. There. Your face, Avery. Ỉa vào mặt Avery luôn. Sợ vậy. Mình cứ sợ kiểu nổ hay gì ấy các bạn. That's our way out of here. Oh, God, are those the rest of Two's men? Yeah, gotta be. Đây là những người còn lại của Two này. Cũng nhiều phết đấy chứ, nói là số còn lại cũng đông đấy chứ. Let's tread carefully in here. Get the fuck out of here, man. Có chìa khóa mà. Keyhole. Đấy. Key. Wait. Từ từ đã. Có thể là bẫy đấy. Thực ra bây giờ chúng ta không có nhiều lựa chọn đâu. I have a good feeling about this one. Nhưng mà thực sự lần này anh có cảm giác tốt. Hả? Do it. Làm đi. Lùi lại. You see? Ôi, ôm nhau luôn. May quá chúng ta không bị nổ. Em có mang dao không? Không. Nhưng mà ông kia thì có kiếm. Hãy đẩy em ra đấy. Ok ok. Chết rồi, sắp nổ rồi. Phát nữa. Ôi. Quả bóng tam giác nhanh. Không lấy được. Rồi, lấy được rồi. Nhanh nhanh nhanh, cứa. Come on. Please. Té. Ui. Nhanh. Fuck. Đừng có ngừng lại. You talk to yourself like that. Boy. Ôi giời ơi. Nhanh coi. Rồi. Thanks, Captain Avery. Cảm ơn thuyền trưởng Avery. It's just like old times, huh? Ok. Elena. Ôi xong rồi. Lena. Mẹ. Hey. Hey. Lena, come on. Lena. Gì vậy? My hero. No. That's not funny. Đéo buồn cười gì cả. You have done much worse. She gave me a goddamn heart attack. Em làm anh đau tim vãi đáy. Để em nghe xem nào. Sounds good to me. Nghe vẫn tốt mà. You realize we're now even for everything I've ever pulled, right? Yeah, like ever. No, not by a long shot. Gosh, you've got mud everywhere. Anyone ever tell you you have a funny idea of romantic? Yeah. Yeah, I may have heard that somewhere before. Good talk. Good talk. Rồi, chưa kịp hôn cái nữa. Má. It's gotta be Sam. Chắc chắn đây là Sam rồi.
Ok các bạn ơi, thì mình nghĩ đây sẽ là thời điểm rất hoàn hảo để chúng ta có thể kết thúc được cái tập này của tựa game Uncharted 4. Và mình sẽ cố gắng quay trở lại với các bạn nhanh nhất ở trong các cái tập tiếp theo để xem là chúng ta có thể giải cứu được ông anh trai Sam Nathan hay không. Vừa rồi là những cái khoảnh khắc mà rất vui cũng như là rất lãng mạn cũng như là rất kịch tính và mạo hiểm của cặp vợ chồng Nathan Drake và xin lỗi hình như nãy mình nói nhầm là Sam Nathan, Sam Drake, xin lỗi bạn. Và vừa rồi là những cái khoảnh khắc rất là vui nhộn của cặp vợ chồng Nathan Drake và Elena Fisher. Mình hy vọng là các bạn đã enjoy được tất cả các cái gameplay ở trong cái tập này. Và nếu như các bạn thích cái series Uncharted 4 được chơi bởi Hữu Béo thì các bạn hãy cho mình một like cho từng cái video trong cái series này. Ngoài ra hãy comment phía dưới để cho mình biết là các bạn thích cái series này và các bạn muốn ra thêm các cái tập tiếp theo. Và ngoài ra này có thể subscribe kênh của mình bằng cách là bấm vào cái nút màu đỏ ở phía dưới để có thể về sau cập nhật được tất cả các cái thông báo về các cái video mình ra mắt. Thì có lẽ chăng nếu như các bạn subscribe thì các bạn sẽ là những người đến sớm nhất ở những cái video mới nhất của mình. Ok, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và mình gặp lại các bạn ở những tập sau.